Vào thời gian trên, một nhóm công nhân đang trèo lên mái một công trình cao 7 tầng trong ngõ tức mạc để sửa chữa. Đúng lúc này, phần kính bị vỡ khiến nhóm công nhân bị rơi xuống. Chê từ thiện toàn cho quần áo cũ, người đàn ông bị cộng đồng mạng phẫn nộ chỉ trích mới đây trên mạng xã hội viral video một người đàn ông chia sẻ sự việc nhận đồ từ thiện từ những gia đình vùng đồng bằng gửi lên vùng cao cho các cháu nhỏ tuy nhiên sau khi nghe anh nói xong dân tình không khỏi bức xúc phẫn nộ người đàn ông đưa một chiếc áo phao lên trước ống kính nêu ý kiến rằng mong lần sau mọi người quyên góp đồ cho các cháu thì hãy quyên góp những thứ lành lặn một chút anh chia sẻ với giọng điệu khá buồn bã khiến cộng đồng mạng nghĩ chiếc áo chắc phải cũ nát rách rưới lắm Tuy nhiên, áo phao anh đang cầm trên tay chỉ bị móc bẩn ở một số chỗ nhỏ, khóa hỏng nhưng vẫn còn cúc để gài vào. Vậy mà người đàn ông lại cho rằng chiếc áo như thế này, các cháu mặc vào thì không còn được sạch sẽ và lành lặn nữa, móc đen hết này. Sau khi đăng tải video, ngay lập tức người đàn ông hứng phải vô số gạch đá từ cư dân mạng. Mọi người tức giận bởi đồ từ thiện không phải quá nhậu nhĩ rách nát hay bẩn thiểu. Tuy nhiên, một số người lại đồng quan điểm với người đàn ông, cho rằng nếu cho thì nên kiểm tra, cho đồ lành lặng một chút. Không nên cái gì không dùng đến nữa thì mới đem đi quyền góp. Một vài bình luận nổi bật được để lại như sau. Quần áo như vậy, các cháu nhỏ thật ra vẫn còn mặc được rất tốt. Người đàn ông đáng nhẽ không nên chê trách người đem đồ đi quyên góp như vậy. Đem về giặt lại anh ơi, từ thiện cho thì nhận đi. Lúc tôi khổ, ai cho gì tôi cũng nhận. Mình cũng hay đi quyên góp. Quả thật, nhiều người cho, nhiều cái không dùng được. Lắm lúc mình nghĩ mọi người không dùng đến mà cho đi thì cũng nên soạn ra những thứ dùng được, chứ không vừa mất công chở đi rồi lại mang tiếng. Hai cha con ở Bình Thuận bị một người họ hàng đâm trọng thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối 14 tháng 4 trước sân nhà ở thôn Hai, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Thời điểm trên, anh Hậu sinh năm 2000, cùng bố là ông Hùng sinh năm 1978 bị Trần Minh Hân sinh năm 2004 dùng hung khí gây thương tích trên cơ thể. Người nhà đã đưa hai nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Được biết, Hân có quan hệ họ hàng với hai nạn nhân trên. Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu cho hai nạn nhân, trong đó anh Hậu bị vết thương ở ngực, còn người bố bị vết thương ở hông trái. Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan vụ án. Vụ thần y chữa bệnh ung thư bằng nước, công an vào cuộc điều tra. Theo cơ quan chức năng, không có bất kỳ phương pháp chữa bệnh nào bằng nước, nhất là bệnh ung thư. Sau hai lần đoàn liên ngành kiểm tra một cơ sở, đã xác định chủ cơ sở không có bằng cấp, chứng chỉ hay giấy phép của việc chữa bệnh nhiều máy lọc nước tạo kiềm tại cơ sở đều là máy cũ, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chỉ duy nhất có một hóa đơn mua 90 cụ máy lọc nước với giá từ 330.000 đồng đến 570.000 đồng một củ lọc. Người này bán cho người bệnh với giá từ 10 đến 15 triệu. Chủ cơ sở thừa nhận phương pháp của ông khám không dùng thuốc, chỉ dùng nguồn nước giếng khoan qua máy lọc nước tạo kiềm cũ có nguồn gốc từ Nhật và cho người bệnh uống. Ông Lê Văn Bắc, trưởng phòng y tế huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, nhiều người có niềm tin mù quáng, người này trước kia là người sửa các thiết bị điện tử, mới chỉ chữa bệnh vài tháng nay. Tại cơ sở này hiện tấm biển chữa các loại bệnh miễn phí đã tháo xuống, nhưng theo quan sát của phóng viên, nhiều người bệnh vẫn ở lại đây vì tin rằng việc uống nước từ máy lọc nước tạo kiềm của chủ cơ sở có tác dụng chữa bệnh theo phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ bùi thị nhung không có bất cứ phương pháp thanh lọc cơ thể nào bằng nước kiềm mà nhịn ăn hoàn toàn nước kiềm có một phần tác dụng với những người mắc những bệnh liên quan đến dạ dày nhưng loại nước đó phải được kiểm định nồng độ được lấy từ những loại máy có nguồn gốc rõ ràng chất lượng và khuyến cáo một ngày không nên dùng quá nửa lít với người mắc bệnh ung thư đây cũng không thể là phương pháp chữa bệnh Hiện cơ quan chức năng huyện Thanh Oai đã xử phạt hành chính chủ cơ sở này vì quảng cáo và chữa bệnh nhưng không có chứng chỉ và giấy phép. Công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ những dấu hiệu trục lợi từ hoạt động bán máy lọc nước dưới hình thức chữa bệnh. Hà Nội, sập mái kính công trình cao 7 tầng, 3 người thương vong. Trưa 15 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Kiếm, Hà Nội xác nhận thông tin và cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ cùng ngày tại một công trình cao 7 tầng đang tu sửa trong ngõ Tức Mạc thuộc phường Cửa Nam. Theo vị lãnh đạo, vào thời gian trên, một nhóm công nhân đang trèo lên mái một công trình cao 7 tầng trong ngõ Tức Mạc để sửa chữa. Đúng lúc này, phần kính bị vỡ, khiến nhóm công nhân bị rơi xuống. Vụ việc khiến hai người tử vong, một người khác bị thương. Đây là công trình đang được nhóm công nhân tu sửa, chứ không phải công trình đang xây dựng, vị lãnh đạo nói. Sau khi xảy ra sự việc, công an phường Cửa Nam phối hợp với chính quyền tới bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu. Vụ việc sau đó được bàn giao cho công an quận Hoàng Kiếm, thủ lý làm rõ. Mật phục bắt hai đối tượng trốn nã trên xe khách đã vài tháng trôi qua nhưng khoảnh khắc bắt được hai đối tượng trốn nã Nguyễn Trọng Đạt sinh năm 1992 trú thành phố Cẩm Phả Quảng Ninh và Hoàng Trọng Hùng sinh năm 1997 trú Vũ Thư Thái Bình vẫn in đậm trong tâm trí trung tá Tô Hồng Phúc, trạm phó trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước, công an tỉnh Bình Định. Trung tá Phúc kể, khoảng 11 giờ trưa 24 tháng 12 năm 2023 Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Định nhận được thông tin từ Công an thành phố Cẩm Phả về việc có hai đối tượng truy nã đang di chuyển bằng xe khách từ phía Bắc vào Nam, đồng thời cung cấp các thông tin, hình ảnh hai đối tượng này. Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để chốt chặn và truy bắt bằng được các đối tượng. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, cảnh sát phát hiện xe ô tô khách nghi vấn đi vào địa phận tỉnh Bình Định trên tuyến quốc lộ 1. Lúc này, một mặt chúng tôi bố trí một tổ công tác hóa trang để bám theo di biến động của đối tượng trên quãng đường 30 km. Một mặt điện báo xin ý kiến chỉ đạo chốt chặn tại trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước. Chúng tá Phúc kể, thời điểm đó dù phát hiện các đối tượng trên xe, nhưng cảnh sát không thể chặn bắt ngay vì chưa có chốt cảnh sát giao thông. Nếu đột ngột dừng phương tiện, các đối tượng sẽ nghi ngờ, rất có thể chống trả quyết liệt hoặc sử dụng hung khí gây nguy hiểm cho các hành khách khác. Đến 16h30, tại điểm chốt chặn trước trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước, lực lượng cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện công khai. Lúc này, các cán bộ ở chốt nói là kiểm tra theo kế hoạch tuần tra kiểm soát thông thường. Nếu xe không chở quá số người thì tiếp tục di chuyển để các đối tượng lơ là. Trung ta Phúc nhớ lại. Khi phát hiện được các đối tượng, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và các lực lượng phối hợp đã áp sát, khống chế hai đối tượng ngay trên xe khách trước sự ngỡ ngàng của mọi người trên xe. Chân dung ông trùm ngoại quốc của đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia Liên quan đến đường dây tín dụng đen, vừa bị Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Khánh Hòa, triệt phá. Cơ quan chức năng xác định, đối tượng cầm đầu là Catherine Roman, sinh năm 1986, quốc tịch Ukraine. Theo điều tra, năm 2019, Roman nhập cảnh Việt Nam, tạm trú tại thành phố Thủ Đức. Roman thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ lợi tín và móc nối với các đối tượng người Việt Nam để hoạt động tín dụng đen qua app Oncredit và trang oncredit.asia.com. Đầu năm 2023, khi công ty bị kiểm tra, Roman ra nước ngoài và chỉ đạo các đối tượng người Việt Nam dừng hoạt động công ty. Sau đó, mặc dù đã ở nước ngoài, nhưng Roman vẫn tiếp tục cho các đối tượng chân rết trong nước thành lập 4 công ty thương mại dịch vụ là Isora, công ty dịch vụ lọc tín công ty dịch vụ tư vấn Cactus và công ty dịch vụ Vinex. Đường dây này hoạt động khép kín thông qua app EasyCard on Credit. Để điều hành đường dây từ xa, Roman thuê hai đối tượng quốc tịch Ukraine là Pugaevsky Timur, sinh năm 1990, và Kravchuk Irina, sinh năm 1985, nhập cảnh Việt Nam để quản lý, viết phần mềm dữ liệu, lập trình quy trình đánh giá người vay, cài đặt hệ thống bảo mật. Cơ quan chức năng cũng làm rõ trong bốn công ty có khoảng 100 người làm việc lãnh đạo được trả lương từ 20 đến 55 triệu đồng một tháng, còn nhân viên từ 7 đến 25 triệu đồng một tháng. Theo cơ quan điều tra, đơn dây này tính lãi phí một cách cắt cổ từ 365% đến 1.971% một năm. Đối với các khoản vay sắp đến hạn trả, nhân viên công ty Truman sẽ gọi điện nhắc và đòi nợ nếu quá hạn. Khi khoản nợ quá hạn 90 ngày, thì công ty Finac có nhiệm vụ bán cho các đối tượng khác giá từ 2 đến 5% trên một giá trị khoản vay. Từ năm 2019, Roman đưa Lê Thanh Huỳnh Cang, sinh năm 1971, trú Thủ Đức, đối tượng điều hành công ty lợi tín số tiền 400.000 đô la Mỹ để hoạt động cho vay. Đến tháng 4 năm 2023, Roman chỉ đạo công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu đô la Mỹ từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của đảo SHIP. Qua các tài liệu thu thập được, thể hiện các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng ngoài ra qua thu thập tài liệu ban đầu từ hai app trên cơ quan điều tra đã xác định hàng tháng đường dây này giao dịch với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng nữ quan chức nằm trên giường với con nuôi là nhà sư mà không mảnh vải che thân theo daily mail đưa tin nữ nhân vật được nhắc đến là bà prapapon chowakul 45 tuổi hiện đang là thành viên của đảng dân chủ thái lan Tuy nhiên, bà không giữ bất kỳ vị trí quan trọng nào trong đảng và cũng không hoạt động kể từ cuộc tổng tuyển cử tháng 5 năm ngoái. Vụ việc xảy ra khi chồng bà là ông Ti, 64 tuổi, bắt quả tang vợ mình đang nằm cùng cầu con nuôi là Fra Maha, 24 tuổi mà không có quần áo trên người. Trong đoạn video được ông Ti ghi lại cho thấy, khi ông xông vào phòng ngủ kéo chăn ra để lộ cảnh vợ khỏa thân. Bên cạnh nữ chính trị gia, nhà sư Pramaha cũng không mặc gì cả hai cùng nhau bật dậy khỏi giường để tìm quần áo cả hai đang làm trò gì vậy hạnh phúc lắm đúng không ông tì quát lớn trong đoạn video giải thích với giới truyền thông bà Choi Walker cho biết lúc đó chúng tôi không quan hệ tình dục không có gì xảy ra cả không giống như các bạn tưởng tượng khi xem video đâu mà hai đang có chuyện không vui vì vậy chúng tôi chỉ tâm sự với nhau và sau đó định đi tắm trước đó chồng của vị nữ chính trị gia này cho biết Trước đó, ông đã nghi ngờ những hành động của vợ nên đã quyết định lái xe suốt hơn 5 tiếng từ Bangkok để quay về nhà ở Sukhothai thì phát hiện ra sự việc. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích vợ, người đàn ông cho rằng nguồn cơn của bê bối là do vợ ông đã bị nhà sư trẻ quyến rũ, Dalimel cho hay. Theo ông Ti, hiện đang là nhà phát triển bất động sản cho biết, năm ngoái vợ ông chia sẻ bà cảm thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của Framaha nên muốn hai vợ chồng ông nhận nam nhà sư này làm con nuôi. Vợ tôi luôn sùng đạo Phật, chúng tôi thậm chí quen nhau ở một ngôi chùa tại địa phương. Nhưng gần đây, tôi nhận ra cô ấy thường xuyên ở bên mấy vị sư trẻ. Tôi còn thấy cô ấy đi vào phòng của một nhà sư và đóng cửa lại. Tôi gõ cửa một lúc lâu nhưng không ai trả lời. Khi cô ấy đi ra, tôi rất nghi ngờ, nhưng cô ấy lại giải thích là đang tụng kinh với nhà sư. Ông Ti chia sẻ với truyền thông. Ông Ti cũng chia sẻ thêm rằng, rất có thể người con nuôi đã lừa dối, thậm chí là cả dụ dỗ vợ của ông. Theo như người đàn ông chia sẻ, Chính vì những lời thương xót của vợ nên gia đình ông đã quyết định nhận Framaha về làm con nuôi. Khi vợ tôi không nghe điện thoại, tôi đã quyết định lái xe về nhà vì nghi ngờ có chuyện không hay. Tôi tức phát điên khi thấy họ quấn quýt bên nhau. Tôi đã bị phản bội. Tôi cho cô ấy bao nhiêu là vàng, bao nhiêu là quà nữa. Ông Ti cho biết thêm. Theo Daily Mail, các quan chức đảng Dân Chủ Thái Lan đã đình chỉ công tác với bà Prapapon Choi để phục vụ công tác điều tra. Trong khi đó, về phía Brahmaha, nhà sư này hiện được báo cáo đã rời khỏi chùa và bỏ trốn. Các nhà sư theo đạo Phật ở Thái Lan không được phép ở một mình với nữ giới và phải thề độc về chuyện này để làm gương cho người dân. Tin đồn chủ khách sạn danh tiếng ở Phú Quốc vỡ hụi tiền tỷ, chủ khách sạn Kim Hoa lên tiếng. Những ngày qua, dư luận tại thành phố Phú Quốc xôn xao với thông tin chủ một khách sạn danh tiếng ở Phú Quốc vỡ hụi hàng trăm tỷ đồng. Liên quan vụ việc trên, chủ chính thức của khách sạn này lên tiếng. Ông Phạm Huỳnh Quốc Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Hoa ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, khách sạn Kim Hoa do ông và hai thành viên khác trong gia đình góp vốn thành lập từ năm 2005 đến nay. Ông là người đại diện theo pháp luật của công ty, với chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm giám đốc công ty. Vì vậy, bà Phương không phải là chủ khách sạn Kim Hoa và cũng không phải là thành viên của công ty. Ông Quốc Thanh cũng thông tin thêm, bà Phương là em gái của ông. Do các thành viên công ty đều nhiều việc, không trực tiếp điều hành nên đã thống nhất giao bà Phương điều hành khách sạn Kim Hoa. Hàng năm có hạch toán kinh phí rõ ràng, còn mọi hoạt động làm ăn, kinh doanh hay chơi hụi của bà Phương là việc cá nhân của bà không liên quan đến hoạt động khách sạn. Ông Thành cũng cho biết, vào cuối tháng 12 năm 2023, xảy ra sự việc bế hội, nhiều người dân kéo đến trước khách sạn Kim Hoa căng băng rôn la ó đòi tiền vì cho rằng bà Phương là chủ khách sạn đã gây ảnh hưởng lớn đến uy tín và việc kinh doanh của khách sạn cũng như các thành viên của công ty. Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo công an thành phố Phú Quốc cho biết, công an thành phố đã tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân liên quan đến vụ vỡ hội từ công an tỉnh chuyển ra và đang xem xét. Theo trình bày của những người tố giác, từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, bà Phương mở liên tục 12 dây hội, trong đó có một dây hội 30 triệu đồng một tháng, 7 dây hội 50 triệu đồng một tháng, 3 dây hội 100 triệu đồng một tháng và một dây hội 200 triệu đồng một tháng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian làm hội, bà Phương còn vay nợ riêng của nhiều người chơi với số tiền rất lớn. Tổng số tiền liên quan đến nợ hội và nợ vay của bà Phương lên đến gần 200 tỷ đồng. bản tin xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày